Tết để cất hết đồ vào, để sau Tết tụi mình mới trưng lại đồ ra, không là nó sẽ rất là bụi. Thì bây giờ tụi mình sẽ đến The Space để dọn đồ nha. Tiên đã đến rồi và các bạn đang dọn dần rồi mọi người. Nói chung là Tiên tới thì dọn gần hết rồi, nhưng bây giờ Tiên có một vài bộ đồ Tiên đang muốn thử nên là bây giờ Tiên sẽ thử đồ nha. Mua đồ một chút, bữa giờ chưa mua cái gì cả cho Tết luôn á mọi người. Mua đúng bộ áo dài. Thì Tiên đã ở The Space và rồi mọi người, và chiều giờ thì Tiên chỉ có chăm con thôi. Và bây giờ Tiên sẽ đi tất niên của gia đình của Tiên nha. Và bây giờ Tiên sẽ cho mọi người xem outfit của Tiên ngày hôm nay nha. Đây mọi người, cái đầm rất là xinh nha mọi người đó. Của Amegon nha mọi người, project đó, có trong The Space nha mọi người, đến xem thử. Nhưng mà cái đầm rất là xinh, rất là phù hợp với cái tiệc tất niên cũng như là đi biển của mình. Cái đầm này rất là hẹp nha. Còn cái này là cái áo dài mà Tiên sẽ mặc mùng 1 nè mọi người. Xinh lắm. Của hiệu Flame. Flame nha. Xinh lắm. Ngoại nắng, lúc mà nắng lại trong thay no cho mát. Mùng 1. Bây giờ Tiên sẽ qua nhà ba mẹ nha mọi người, để chúc Tết và nhận lì xì của Kaden nha. Mặc đồ đỏ nè cô chú ơi, con có hai, con có đôi giày nè. Đẹp chưa? Chúc cô chú gì? Chúc cô chú năm mới gì nhiều nhiều sức khỏe nha, thành công nha. Con nhìn camera hả? Trời ơi, mời diễn đi con. Diễn đi con. Coi tivi hả? Không được coi đâu, cô nhỏ lắm. Nó có được coi. Cô cười kìa. Ba bé con hả? Hả? Thay đồ nè cô chú ơi. Hồi nãy mặc cái bộ đồ kia nóng quá, bây giờ thay rồi nè. Mát hơn rồi nè, vui vẻ chưa? Vui vẻ chưa? Chào cô chú đi. Rồi rồi, không thích ba rồi. Rồi. Ok. Hey, em che tivi á. Không có coi tivi đâu. Thế nên con muốn coi mà mẹ đứng mẹ che cái chỗ. Tình hình là Tiên đã đưa con Tiên về rồi. Tại vì Kaden hôm nay không có khỏe cho lắm. Tại vì sáng giờ đi cũng khá là nhiều. Nên là bây giờ thì tụi mình Nguyên rồi các bạn Tiên đang tới chơi. Rồi bây giờ Tiên sẽ Happy New Year. Chúc mọi người đi. Mọi người năm mới mọi sự bình an như ý. Tiền vô và giữ được tiền. Ủa, giữ được tiền ngoài á, phải là bạn. Phải giữ được tiền. Tiền vô nhưng mà không giữ được tiền. Đúng rồi, tiền vô là đi hết. Và Tiên cũng có một nhân vật rất là đặc biệt ngày hôm nay Tiên mới giới thiệu cho mọi người nha. Happy New Year. Wow, rồi đó, xuất hiện vậy thôi mọi người, xuất hiện chút xíu thôi. Mọi người hỏi dữ quá nên xuất hiện xíu vậy thôi. Rồi ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi đánh bài nha mọi người. Nay là mùng 2 Tết và bây giờ tụi mình sẽ đi xuống ăn sáng ở dưới nhà thôi nha mọi người. Marketing theo nè. Chào cô chú đi. Hello cô chú. Trời, biết làm duyên lắm mọi người ơi. Nói chung là hay lắm á. Đây là cái này ba đẩy nha. Đẩy trên đi. Hunter. Wow. Hàng trang trí cây nè. Đó. Hàng quán vẫn còn đóng nhiều lắm mọi người ơi. Có cái quán ngay dưới nhà này là mở thôi. Nên là bây giờ tụi mình sẽ đi ăn bò né nha. Ai có làm duyên đi. Làm duyên cô chú đi. Good morning mọi người, hôm nay là 3 Tết và bây giờ tụi mình Tiên có hẹn với lại Nguyên cũng như là bạn của Tiên để đi ăn sáng đầu năm để có lộc, nên bây giờ tụi mình sẽ đi ăn nhé. Mình đến nhà hàng rồi nha mọi người, bây giờ đang gọi đồ ăn.
để ăn lát có cái gỏi phát tài tiền sao quay cho mọi người xem thử nha. Chỗ cao lên đó chị ơi, càng cao càng phát á chị ơi. Hello mọi người, hôm nay là năm, ngày mai sẽ là ngày đi làm lại. Tiền thì nó nhỏ, tại vì em bé đang nhưng mà Tiên thì chắc là thứ hai mới đi làm lại, cho nên là hôm nay sẽ làm những lúc chơi bời, ngày mai sẽ quay lại Sài Gòn. Hiện tại Tiên đang ở Hồ Tràm với gia đình. Chính thì phải, ngày mai tụi mình sẽ đi làm lại rồi. Mà là ngày cuối cùng ăn chơi nha mọi người. Thì bây giờ Tiên sẽ đi ăn sáng cũng như là đi mua một số quần áo cho con. Vì mà nó nhỏ thì Kaden đang ngủ. Nè, chú ngủ ngon không? Lâu lâu mà đặt lên giường nó ngủ ngon vậy đó mọi người. Phê lắm. Đi nằm tứ lung tung hết vậy đó. Đó. Giờ này Tiên hay sử dụng cái cây son dưỡng này của Summer Friday thì thật sự là rất là thích luôn á mọi người. Một trong những cây son dưỡng đẹp nhất từ xưa tới giờ Tiên đã sử dụng. Đây, Summer Friday mọi người, Tiên mua ở trên Sephora nha. Để Tiên đánh cho mọi người xem cái màu. Tiên đang không make up, bình thường Tiên không make up luôn á mọi người. Tiên chỉ đánh cái này thôi á. Tiên sử dụng quá. Đây, của Anessa hoặc là cái Tiên rất là hay sử dụng. Đây, còn có một cái Tiên vừa mới mua ở Sephora, cái Super Goof nha. Tiên mua ở Sephora nha, tại Tiên thấy bạn của Tiên bên Mỹ xài và rất là khen nên là Tiên mua sử dụng thử. Cái này của Chanel nha mọi người. Nói chung là, đây, cũng rất hay sử dụng. Ta-da. Rồi bây giờ tôi đi nha, bye bye. Con dậy nè mấy con mấy chú. Chào mấy con mấy chú đi. Chào đi. Con ngủ nữa hả? Con ngủ nữa không? Nó dậy. Má ngủ lắm mọi người. Ê à. Ủa cái mặt đần thối này làm bị rồi. Ê à. À không. Cái mặt đần thối, đần thối này là hay rặn rỉ lắm cô chú. Thương lắm. Cô chú. Xuống xào cô chú đi. Con làm duyên nha mấy tớ, máy được chưa? Con làm duyên nha mấy chỗ đó, biết nhìn nữa nha cô chú nha. Nè, đó, nhìn theo máy nè, đó, thấy chưa? Mới có 2 tháng rồi đó. Ghê lắm á, biết hết á. Mommy đang làm gì thế? Trường á.
chút.